Chào anh em nhé. Shop bán phụ kiện đồ chơi, phụ kiện săn bẫy gửi lời chào tất cả mọi người. Trong clip hôm nay xin giới thiệu với lại anh em, với lại giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu mẹt bẫy đa năng, mẫu hình bán nguyệt nhé, hình bán nguyệt. Với cái mẫu này thì anh em vẫn gọi là mẹt bẫy đa năng, mẹt bẫy chim săn nhé. Đấy, tên chính của nó là mẹt bẫy chim săn, nhưng mà nó bẫy chim săn được và nó bẫy cả được bìm bìm, bẫy được cả những loài chim nhỏ hơn. Nói chung là nó là hàng đa năng. Cái này thì nó bẫy được chim săn thì đâm ra nó to, nó nặng và giá tiền nó cũng sẽ nhiều hơn, đắt hơn. Thế còn về giá tiền của bộ mẹt này nhé, thông báo cho các bác luôn để các bác nắm được, đó là 450.000, 450.000 cho một chiếc mẹt này nhé, trong chiếc mẹt này. Đấy. Bao gồm cả cước phí rồi nhé, bao gồm cả cước phí. Và đến nhà cho các bác không phải tốn thêm cái gì nữa. Đây, các bác xem chi tiết nhé để biết hàng nó như thế nào. Tôi giới thiệu từng thứ một cho các bác xem. Đầu tiên là cái hệ thống cầu tử này, cầu tử đây các bác nhé. Hệ thống cầu tử này là được làm bằng inox, đấy, bằng inox này, và có sơn cho các bác là sơn màu xanh bộ đội để ngụy trang nhé. Cái que cài này thì bằng inox rồi. Đây. Thế còn lại phần xương của cái mẹt này, phần xương của mẹt này là bằng sắt này, là sắt phi 8 nhé các bác nhé, sắt 8 ly đấy, và nó bằng thép chịu lực. Quang lưu ý kỹ nhé, bằng thép chịu lực chứ không phải là bằng sắt đen, sắt xây dựng đâu nhé. Đấy, thép chịu lực này. Lò xo là bằng thép AC này, lò xo thép AC, sắt chuyên dụng cực là khỏe luôn nhé, lò xo thép AC. Và tất cả cái mẹt này đều được sơn được sơn để màu xanh, chống han rỉ và độ ngụy trang tốt hơn. Đây, còn về lưới nhé. À, lưới này, lưới là lưới đan tay, lưới đan tay các bác nhé. À, lưới đan tay này, lưới đan tay, à, đây là đỉnh chóp của nó này, lưới đan tay. Cái mắt này ấy, là mắt mắt 7 phân nhé các bác nhé, lưới đan tay mắt 7 phân rất là chắc chắn nha. Dù siêu bền, màu cỏ khô, màu ngụy trang. Đây là cái lưới của nó nhé. Đây là lưới đan tay các bác nhé. Đây, các bác cứ quan sát kỹ, hàng nhìn rất là luột nà, rất là đẹp, chắc chắn nhé. Thế còn về dùng thì cái này dùng rất là dễ dàng và thuận tiện. Đây các bác nhé. Đấy. Trước khi các bác dùng là các bác sẽ lên cái nẫy cò trước, có cái nẫy lò xo đấy. Đây các bác này, cái nhìn này, lò xo họ đã thiết kế sẵn cho mình hết rồi. Bình thường nó lăn tự do như này. Các bác muốn bẫy được ấy, thì các bác sẽ thả nó vào đây, phía bên này nhá, nó bẻ vòng sẵn cho mình, cặp vào thanh này. Và các bác đẩy cái lò xo về phía trước này, vặn lên một vòng này, vặn lên một vòng này. Cái này lò xo rất là căng đấy. Các bác ấn mạnh tay xuống, ấn dứt khoát xuống, cặp xuống phía dưới này. Đấy, cặp xuống phía dưới này nhá. Đây như này, là đang lên lò xo rồi nhá. Rồi, tiếp tục bên này nữa nhá. Tiếp tục bên này nữa này. Các bác để vào đây. Bẻ này. Bẻ này. Ghim vào đây này. Đấy, nhá. Thế là đừng lên lò xo nhá. Rồi. Khi các bác lên như vậy thì cái nãy này các bác cài sâu vào trong này để cho đảm bảo tính an toàn. Khi bắt đầu các bác đặt lên cầu tử ấy, thì các bác đặt cái nãy lên thanh trên này này. Đặt lên thanh trên này. Đấy. Cái nẫy này cũng dài hơn, các bác muốn cắt bớt đi thì các bác cắt, còn không thì các bác sẽ bẻ cong, bẻ cong lên cho nó đạt độ ngắn vừa phải để cho nó vừa ăn vào cầu tử thôi. Nó càng mở mít bao nhiêu ấy, thì cái cầu tử nó càng nhạy bấy nhiêu. Thế cái mẹt này là mẹt chính, là mẹt bẫy chim săn. Thế để bẫy được chim săn ấy, thì các bác sẽ có một cái lồng để mình nhốt con mồi trong này nhé, mình nhốt con mồi trong này. Đây là cái phụ kiện đi theo, phụ kiện đi theo bao gồm đó là hai cây ghim này, các bác sẽ ghim theo hai vị trí này nhé, và bên này nữa, hai cây ghim và một cái lồng nhốt mồi. Cái lồng nhốt mồi này đơn giản thôi, bằng lưới đã bẻ sẵn như này. Mới thì nhìn thấy chưa? Các bác, vâng ạ, anh vào chơi. Các bác bẻ ra nhé, hai miếng này, chập chéo vào nhau như này nhé. Chập chéo vào nhau này thì tạo thành một cái lồng để nhốt con mồi.
Đây, con mồi mà để bẫy chim săn hiệu quả nhất ấy, nó là con chuột bạch. Chuột bạch nó chịu khó chạy và nó màu trắng, nó thu hút con chim săn hơn. Thì chim săn ở trên soi thấy con mồi và nó sẽ xà xuống và nó sẽ đạp vào cầu tử, nó sẽ sập nhá. Đây là các bác, đây là tôi không ghim. Khi các bác đánh thực tế các bác ghim lại thì nó sẽ không bị bật. Không bật ra, đây tôi không ghim nhá. Đây. Sập vào này. Các bác xem này. Rồi. Nó úp xuống luôn. Nó so phật cực mạnh luôn. Nhá, nó so phật cực mạnh. Thế đây là giới thiệu cho các bác về cái mẹt bẫy chim săn nhá. Đây nó đang dính nó so. Thế các bác không đánh nữa thì mình sẽ nhả nó so ra. Đây là nhả nó so ra. Đây các bác nhả ra này. Đó. Nhả bên này ra. Rồi. Thành tự do nhá. Đó. Rồi. Nó so tự nhiên thì giờ sẽ để như thế này. Để như này. Để như này các bác nhá. Đây này, các bác nhìn kỹ này. Cái trường hợp mà nó rơi ra khỏi cái này rồi ấy, thì nó lăn tự do như này. Khi các bác cài lại thì các bác cài cái bên này này, bên trong này, cài lên trước này. Đấy, còn cái bên ngoài này nó sẽ nằm như này. Rất là gọn gàng. Khi mình lên cò nhá. Đây, lên cò là mình xoay một vòng. Xoay một vòng này. Đấy, và mình cọp nó vào. Đấy, đây là mình lên nó so nhá, lên nó so. Không lên nó so mình nhả ra. Rồi. Đấy nhá, các bác quan sát kỹ. Rất là chắc chắn nhá. Chắc chắn luột là đẹp, có đủ phụ kiện đi theo, cả lồng nhốt mồi đấy nhá. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhá.